Trận chiến Thường Đức phần 2, tác giả Trương Dưỡng. Giảm quân số tại hậu cứ, các văn phòng, các đơn vị hành chánh, yểm trợ tiếp vận và ngay cả trung tâm huấn luyện cũng phải giảm bớt để dồn ra vùng hành quân, chuyển 2.000 thẳng số quân y cho Bệnh viện Cộng hòa quản thúc. Nhờ vậy, quân đội có thêm 2.000 binh sĩ để bổ sung và tăng cường. Tại khu vực hành quân, các tiểu đoàn cũng trích quân số để lập thành những đại đội đặc biệt. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù được chỉ định huấn luyện kỹ thuật tác chiến, từ quy ước tới không quy ước, ngay cả kỹ thuật đặc công và được mang danh hiệu là các đại đội đa năng. Việc thành lập và huấn luyện các đại đội đa năng này làm các ông trong tòa đại sứ Mỹ quan tâm, thắc mắc nhiều. Các phái đoàn tùy viên quân sự ngoại quốc tới thăm sư đoàn nhảy dù đều đặt câu hỏi về đơn vị đa năng. Ngân sách nào cung ứng để thành lập? Lập các đơn vị này để làm gì? Có bao nhiêu đơn vị đa năng? Ở cấp nào, đại đội hay tiểu đoàn? Tại sao lại gọi là đa năng? Ban tham mưu sư đoàn đã được tướng Lưỡng ra lệnh cứ giải thích cho họ biết chính phủ và quân đội không mất đồng xu nào để có được các đơn vị này, kể cả trang bị. Tất cả đều nằm trong phương trình như X bằng A cộng B cộng C, và chúng tôi có 12 đại đội đa năng trong sư đoàn nhảy dù. Nếu gọi các đơn vị này là D thì A cộng B cộng C cộng D cũng vẫn bằng X thôi. Và cuối năm 1973, sư đoàn nhảy dù đã có trong tay 12 đại đội đa năng dùng làm trừ bị. Lúc cần thành lập tiểu đoàn, lực lượng này sẽ là 3 tiểu đoàn hay 1 lữ đoàn trừ bị. Với lực lượng đa năng này, vùng đóng quân của bộ chỉ huy và bản doanh sư đoàn có thêm sự an toàn, có thể dẹp yên mọi quấy rối của địch, kể cả du kích ở hậu tuyến. Tình hình tổng quát vào thời điểm giữa năm 1974. Tình hình Bắc Hải Vân tương đối yên tĩnh, trong khi vùng Nam Hải Vân rất sôi động và nguy ngập. Thượng tuần tháng 7 năm 1974, sư đoàn nhảy dù nhận được lệnh khẩn cấp từ quân đoàn 1 là đưa ngay lực lượng nhảy dù vào Quảng Đà, chỉ để lại một lữ đoàn ở Bắc Hải Vân cho dân chúng khỏi hoang mang rúng động. Tướng Lưỡng lệnh cho đoàn nhảy dù gồm lữ đoàn 1 và 3 vào Đà Nẵng. Trước khi đi, ông nói với ban tham mưu: "Mình sẽ vào Đại Lộc, lấy được quận Thường Đức, địch sẽ đánh thẳng vào Đà Nẵng." Chỉ tay vào bản đồ, tướng Lưỡng nói tiếp: "Sau khi các bộ phận của mình đã vào tuyến xuất phát, ta sẽ nỗ lực chính tuyến theo đường đỉnh dãy núi Sơn Gà, rồi trực chỉ Thường Đức. Nỗ lực chính sẽ là lữ đoàn 1 nhảy dù, trong khi đó lữ đoàn 3 lục soát xung quanh thung lũng Đại Lộc và làm thành phần trừ bị, sẵn sàng tiếp ứng cho lữ đoàn 1. Tình hình quân Bắc Việt lúc bấy giờ là sư đoàn 324 đang đánh chiếm Thường Đức, lữ đoàn 2 nhảy dù và một tiểu đoàn đa năng ở lại trấn giữ phía bắc đèo Hải Vân. Trên phương diện tình báo, khi các cánh quân nhảy dù tới tuyến xuất phát kiểm thính qua dàn máy vô tuyến điện báo của sư đoàn, bất ngờ vào đúng tần số liên lạc của đối phương và nghe báo cáo với nhau như sau: Ngụy dù đang ở Tây Đại Lộc, tiểu đoàn 1 tại xã, tiểu đoàn 9 đang di chuyển từ A tới C, tiểu đoàn 8 đang ở làng. Báo cáo của địch rất chính xác về vị trí của các đơn vị nhảy dù. Đại úy Phước, sĩ quan truyền tin sư đoàn, ngoài đặc tính siêng năng cần mẫn và cẩn thận, anh còn rất thích thú do tìm tần số liên lạc của địch. Khi những báo cáo của họ ngưng, anh lại rà tìm ra số địch ở tần số khác và tiếp tục nghe được các báo cáo của đối phương về nhảy dù. Biết được như vậy, tướng Lưỡng sửa đổi kế hoạch. Ông cho lệnh, lữ đoàn 1 cứ để các tiểu đoàn chính ở chỗ mà địch đã biết. Ông tung các đại đội 19, 21 và 27 bất ngờ tấn chiếm các cao điểm, di chuyển về trái, tiến sâu về phải, cứ hoán chuyển vị trí liên tục cho đến khi tới sát được Thường Đức. Và các báo cáo của địch sau này cho thấy có sự bỡ ngỡ hoang mang.
Nghe địch hỏi nhau là các đơn vị của nhảy dù hay của các đơn vị khác tới tăng cường. Hết lệnh cho các đại đội 19, 21, 27 lại đến lệnh cho 1, 2, 3 tung quân đột kích nhiều hướng. Thế là địch không còn báo cáo chính xác vì sự biến hóa linh động của các đơn vị này. Trận đánh đẫm máu lớn nhất giữa ta và địch kể từ khi có Hiệp định Ngưng Bắn 27 tháng 1 năm 1973, khi Lữ đoàn 1 nhảy dù và các đơn vị tăng cường xuất trận vào thay thế Trung đoàn 2 của Sư đoàn 3 Bộ binh. Ngay khi đoàn xe chở quân vừa tới làng Hà Nha 1 ở dưới chân núi cách Thường Đức 10 cây số về hướng đông, Bắc Việt đã pháo kích bằng nhiều loạt đạn khác nhau. Một số dân chúng chạy theo lính địa phương quân thấy nhảy dù đến liền ngưng lại. Một niềm tin mãnh liệt chợt bừng lên đối với những người dân khốn khổ sống trong vùng rừng núi hoang vu này. Đi đâu thì cũng đất cày lên sỏi đá, họ chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là trở lại sinh sống trong những căn nhà tranh với những luống ngô khoai bên triền núi cao mà họ đã đổ mồ hôi canh tác trong nhiều tháng qua. Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, khóa 10 Hà Lạc, lúc đó là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 nhảy dù, một sĩ quan trẻ tuổi tài ba, ông từng lập nhiều chiến tích trong sư đoàn nhảy dù, trận Đại Bàng 800, trận Mậu Thân, trận Hạ Lào, hành quân tái chiếm Quảng Trị, nhất là trận An Lộc ở Bình Long, ông đã chỉ huy tiểu đoàn 6 đổ bộ trực thăng vào đồi gió, sau đó đã mở đường máu từ Tân Khai, Sa Trạch lên Sa Cam, bắt tay với tiểu đoàn 8 trong thị xã An Lộc. Trong giai đoạn 1, Trung tá Đỉnh ra lệnh tiểu đoàn dọc theo tỉnh lộ 4 chiếm làng Hà Nha và bảo vệ cánh trái. Đại đội 83 của đại úy Hiệu được lệnh đánh chiếm hai làng Hà Nha 1 và Hà Nha 2 để giải tỏa đồn địa phương quân, cứ điểm cuối cùng của lực lượng phòng thủ trong quận Đại Lộc này. Khi vừa gần tới bờ làng, họ gặp sự kháng cự mạnh mẽ của địch. Thấy đơn vị vừa mới xuống xe, binh sĩ chưa ăn uống, bên kia sông, Việt Cộng lại đặt đại bác không giật bắn vào. Đại úy Hiệu đề nghị rút lui để cho pháo binh dập. Nhưng thiếu tá Vân, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 8, sợ dân làng bị liên lụy nên thúc Hiệu cứ tấn công. Chấp hành lệnh, Hiệu dàn cả hai trung đội xung phong thần tốc, địch hốt hoảng bỏ chạy, ta chiếm được làng Hà Nha với một giá rất đắt. Hai trung đội trưởng tài giỏi nhất của Hiệu là thiếu úy Tiến và thiếu úy Thành bị hy sinh. Đại úy Hiệu hoàn thành nhiệm vụ nhưng lòng rất xót xa. Tiểu đoàn 1 nhảy dù chiếm đỉnh cao Đông Lâm trên dãy Sơn Gà bảo vệ sườn phải. Tiểu đoàn nhảy dù đi trục chính, đánh chiếm đám rừng tràm hướng về mục tiêu là đồi 1062. Giai đoạn 2, tiểu đoàn 8 làm nỗ lực chính, chia quân hai cánh. Cánh phải do thiếu tá Trần Toán chỉ huy tiến về hướng điểm C thay thế tiểu đoàn 1 trên đỉnh Sơn Gà, mục tiêu là đồi 1062. Thiếu tá Vân cho lệnh đại đội 81 của đại úy Võ Thế Hùng đi đầu, bọc hậu có đại đội 82 của trung úy Hùng ốm. Tiểu đoàn trừ do thiếu tá Trần Toán chỉ huy, anh cho đại đội 83 của đại úy Phạm Văn Hiệu đi chính diện và đại úy Đồng Văn Minh dẫn đại đội 84 đi sườn phải tiến lên hướng 1062. Thành phần nỗ lực chính của lữ đoàn 1 nhảy dù bắt đầu xung trận. Khi các đơn vị vừa vượt tuyến xuất phát khoảng một cây số thì chạm địch mạnh với quân số áp đảo, họ phải giành giật từng ngôi nhà, từng gốc cây trên con đường độc đạo dẫn vào quận Thường Đức. Đoạn đường dài hơn 5 cây số, bên trái là sông Vu Gia, bên phải là những triền núi thuộc dãy Sơn Gà. Chiến xa và pháo binh cộng sản bố trí bên kia sông có lẽ để giữ bộ chỉ huy hành quân. Chủ lực quân của địch tập trung trên các đỉnh cao phía sau quận Thường Đức. Họ đang chiếm giữ các đỉnh 1062, điểm cao 1235, 383, 293, 126 và đóng chốt dọc theo các sườn núi. Đoạn đường 5 cây số vô cùng gian nan hiểm trở với nhiều bẫy và pháo tập gài sẵn của địch. Đây quả thật là một thử thách đo lường sự can đảm, kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của các chiến sĩ dù
trước khi họ thực sự tham dự một trận đánh để đời quanh ngọn đồi đẫm máu 1062. Giai đoạn đầu, đội hình tấn công của lữ đoàn 1 nhảy dù như sau. Tiểu đoàn 9 giữ trục chính ở giữa, tiểu đoàn 8 đi cánh trái, dọc theo trục lộ sát bờ sông Vu Gia tiến chiếm làng Hà Nha 1 và Hà Nha 2 ở phía đông đồn địa phương quân cũ trên cao điểm 52. Tiểu đoàn 1 đi cánh phải tiến chiếm cao điểm Đông Lâm rồi theo đường đỉnh dãy Sơn Gà tiến hướng Tây tới 1062. Tiểu đoàn 9 giữ trục chính đi dọc theo cánh đồng ruộng phía bắc sông Vu Gia chiếm đỉnh dãy đồi thấp có rừng chồi che phủ. Từ dãy đồi thấp phía nam dãy Sơn Gà, Trung úy Nhân, đại đội trưởng đại đội 92, Trung úy Thăng, đại đội trưởng đại đội 94, đại úy Trọng, đại đội trưởng đại đội 91 cùng đại đội 93 của đại úy Tửu muốn đến đồi 383 để tiến sát tới đỉnh 1062, họ còn phải băng qua một cánh rừng tràm nữa. Các chiến sĩ của tiểu đoàn 9 không sao qua đến được bìa rừng dưới chân núi Đông Lâm vì hỏa lực từ cứ điểm B trên sườn núi chế ngự. Cứ điểm này vô cùng kiên cố, vừa ở cao vừa được che chở bởi các tảng đá lớn chồng lên nhau. Tiểu đoàn 9 đã dùng rất nhiều phi pháo nhưng vẫn không tiêu diệt được. Đại úy Tủ bị chân nên đại úy Tường từ đại đội 90 ra thay thế. Tiểu đoàn 1 do thiếu tá Ngô Tùng Châu chỉ huy từ Hội An được lệnh di chuyển đến bàn giao với sư đoàn 3 bộ binh tại một đồi thấp ở phía nam Đông Lâm khoảng 3 cây số. Họ đi cánh phải của lữ đoàn, mục tiêu đầu là đỉnh Đông Lâm. Đây là một đồn bót cũ, địa thế xung quanh trống trải, dọc dài xuống tận chân núi. Các đại đội tiến quân dưới cơn mưa pháo của quân Bắc Việt, họ phải xung phong thần tốc, bám sát và đánh cận chiến để địch không sử dụng được các bãi pháo mà họ đã chuẩn bị sẵn. Thiếu tá Quý, tiểu đoàn phó, chỉ huy hai đại đội thanh toán các tổ cảm tử quân Việt Cộng đang đóng chốt trên những điểm cao, những hốc đá treo leo dọc theo dãy Sơn Gà. Một trở lực lớn là quá nhiều mình bẫy, thuộc loại mình hơi, làm bằng nhựa nhỏ, cỡ hộp thịt ba lát. Loại mình này có thể hủy diệt hai chân nếu giẫm phải. Tại đây, đại đội 11 bị tổn thất hai chiến sĩ vì mình hơi này. Lữ đoàn phải tăng phái toán ra mình của đại đội 1 công binh dù để mở đường. Mục tiêu Đông Lâm được chiếm đỉnh dễ dàng vì không có lực lượng phòng ngự của địch. Tuy nhiên, các chiến sĩ nhảy dù hoàn toàn thụ động trước những tấn công lẻ tẻ bằng súng đại bác không giật từ những đỉnh đá. Một điều quan trọng là tiền quân của tiểu đoàn 1 của đại úy Trần Văn Thể đã tìm được toán tiền sát viên pháo binh của địch gồm hai người đã chết, cục chân do mình hơi và một người còn sống với đầy đủ máy truyền tin, bản đồ và địa bàn. Từ đó vị trí của các lực lượng bạn không còn bị pháo kích chính xác nữa. Đáng lý theo dự tính, Đông Lâm là điểm hẹn giữa đại đội 11 của đại úy Thể và đại đội 14 của trung úy Vệ đi với thiếu tá Quý. Nhưng vì không chạm địch nên hai đại đội này trực chỉ tới mục tiêu B. Từ đỉnh Đông Lâm, tiểu đoàn 1 lợi thế hơn hai cánh quân bạn tiến quân trên đường đỉnh dãy Sơn Gà. Địa thế đủ rộng cho hai đại đội đi đầu và tốc độ tiến quân cũng nhanh hơn, do đó tiểu đoàn 1 từ cao điểm đã bảo vệ hữu hiệu sườn phải cho lữ đoàn. Quả thật vậy, qua sự phối hợp hàng ngang với tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 1 đã cho lệnh đại đội 11 đạp xuống cứ điểm B, nơi địch đang cầm chân tiền quân của tiểu đoàn 9. Xuyên qua thung lũng, đại úy Thể dẫn quân đến B một cách bất ngờ và ở ngay sau lưng địch. Đối diện với Bắc Việt là tiểu đoàn 9 nhảy dù đang bị cầm chân ở tại dốc đá. Nhờ lợi thế cao, đại đội 11 để lại một trung đội ở B để đóng chốt và giữ ba lô cho các trung đội khác. Thành phần còn lại tập trung hỏa lực, xung phong đánh thần tốc và tràn ngập cứ điểm B1. Quân Bắc Việt xả chốt chạy. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đại đội 11 đã kiểm soát hoàn toàn các đỉnh đá ở phía nam của B. Chốt B1 được giải tỏa dễ dàng với chiến lợi phẩm là một súng cối 61 ly, một thượng liên, 7 súng AK,
4 khẩu B-40, một điện thoại, một số đạn 72 ly, nhưng không tìm được súng. Sau này tiểu đoàn 11 của Trung tá Lê Văn Mễ dùng nơi đây làm chỗ đóng quân tạm thời cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Trời đã chạm vạng tối, chờ bắt tay mãi với tiểu đoàn chính không được, đại đội 11 phải tạm đóng quân đêm tại B và B1. Một biến cố xảy ra đêm đó, đặc công địch bò trở lại đột kích B1 bằng B40 rồi bỏ chạy. Chuẩn úy Tuyến hy sinh đêm đó. Sáng hôm sau, địch pháo kích mạnh mẽ bằng đạn 122 ly vào B và B1, nhưng không chính xác nên không bị tổn thất. Khoảng 11 giờ trưa, Thiếu tá Quý và đại đội 14 bắt tay với đại đội, đồng thời tiểu đoàn chính cũng xuất hiện và đóng chốt tại B2. Có lẽ cứ điểm C mới thật là một tiền đồn mạnh mẽ của quân Bắc Việt. Đại đội 14 đi đầu và chạm địch trước khi tới C. Thiếu tá Nguyễn Văn Quý đi với cánh quân bọc hậu là đại đội 11 của đại úy Thể, một phần vì địa thế hiểm trở, thêm vào đó yếu tố bất ngờ không còn nữa. Địch đã chuẩn bị sẵn sàng với hầm hố kiên cố để đón đại đội 14. Công sự phòng thủ của địch thật vô cùng kiên cố, lại thêm rừng cây cổ thụ cao lớn. Ta sử dụng pháo binh rất khó vì sợ đạn chạm ngọn cây, nổ từ cao gây thương tích cho quân bạn. Suốt 3 ngày cầm cự, đại đội 14 không thể tiến lên được, đành phải án binh tại chỗ. Thiếu tá Quý đẩy đại đội 11 thọc sâu về phía Tây, rồi từ đó tiến đánh C bằng hướng Nam. Quân Bắc Việt trên cao, quân ta dưới thấp, nhưng nhờ hốc đá nên đại đội 11 bám sát lần vào cách C khoảng 200 thước và phải dừng lại vì sợ lọt vào tầm lựu đạn. Nhờ địch tưởng ta tấn công mặt Nam nên tiểu đoàn 1 sử dụng đại bác 57 ly và súng cối 81 ly để có thể bắn chính xác vào mục tiêu. Thiếu tá Quý cho tập trung 5 khẩu đại liên M60 chờ bắn hơi cay cho địch chạy ra khỏi hầm trú ẩn, thì tập trung hỏa lực mạnh mẽ bắn phủ đầu địch. Đại đội 14 bất thần xuyên nhanh qua yên ngựa để chiếm C. Từng tổ 3 người bò dưới hỏa lực tiến vào mục tiêu, dùng lựu đạn ném vào phòng tuyến địch, rồi lập tức xung phong chiếm hầm hố địch làm đầu cầu. Kế đó họ bung rộng ra đánh chiếm từng hầm một. Thừa thắng, Thiếu tá Quý đẩy đại đội 14 qua thẳng 1062. Nhưng mọi dự tính không xảy ra như mong muốn, và cũng từ đó đại đội 11 và đại đội 14 phải trả giá rất đắt cho đỉnh 1062. Sau khi địch tháo chạy vì sự tấn công quá dũng mãnh của các chiến sĩ thiện chiến tiểu đoàn 1 nhảy dù, hai đại đội 11 và 14 chia nhau bố trí lập vị trí phòng thủ sơ khởi để ngăn ngừa địch phản công. Một trận mưa cối sơn pháo 120 ly của Bắc quân bổ xuống, tiếng nổ vang khắp rừng già, khói phủ mù mịt trận địa. Nhờ bung rộng và hầm hố kiên cố của địch để lại nên binh sĩ ta tránh được thiệt hại nặng nề bởi trận mưa pháo tập trung và chính xác này. Càng tiến gần về 1062, địa thế càng hiểm trở, rừng rậm hơn, cây to nhiều hơn, sườn càng dốc đứng hơn. Từ cứ điểm C nhìn lên mục tiêu ở cao hơn hai vòng cao độ. Theo bản đồ quân sự tương đương 20 thước, cách xa chừng 150 thước, ta thấy rõ địch đang lố nhố chạy tới chạy lui tăng cường phòng thủ. Thiếu tá Quý gọi xin pháo binh bắn cắm chỉ lên mục tiêu đó ngày và đêm. Đây được gọi là mục tiêu D, một trong năm đỉnh của 1062. Giữa C và D là một thung lũng, eo yên ngựa, sâu khoảng hơn 20 thước. Như vậy quân ta nếu tấn công mục tiêu D ít nhất phải vượt lên một dốc đứng cao tới hơn 40 thước. Từ D, địch thỉnh thoảng bắn trật xạ bằng đại bác và thượng liên xuống mục tiêu C, nhưng không gây thiệt hại đáng kể nào cho quân bạn. Tình thế hiện tại thật bất lợi. Lúc đó tiểu đoàn 8 và 9 còn cách quá xa 1062, chỉ có tiểu đoàn 1 là gần và đang ở cao địa, không ai bảo vệ cạnh sườn để tiếp ứng kịp thời. Địa thế địch hiểm trở, dễ thủ khó công, địch chuẩn bị chiến trường đợi ta với những trận địa pháo và hầm hố kiên cố.
Lúc bấy giờ ta chưa biết là có 5 đỉnh nhỏ trên 1062, vì bản đồ chỉ có một dấu chữ thập bên cạnh số 1062. 5 đỉnh nhỏ này nằm theo thế liên hoàn, yểm trợ cho nhau bằng hỏa lực dễ dàng, diện tích rộng khoảng 2 đại đội mới bao phủ nổi. Tiểu đoàn 1 nhảy dù quyết định đột kích đêm và lợi dụng gió đông làm một trận hỏa công. Lực lượng cảm tử gồm 2 trung đội của thiếu úy Lê Văn Bá, chỉ huy một trung đội thuộc đại đội 14, và thiếu úy Trần Thanh Quang, chỉ huy một trung đội của đại đội 11. Đây là 2 sĩ quan xuất sắc đã từng lập nhiều thành tích chiến thắng cho tiểu đoàn. Đại đội 11 thiếu quân số, làm thành phần trừ bị, sẵn sàng tiếp ứng kịp thời cho lực lượng tấn công. Tần số liên lạc thuộc nội bộ của đại đội 11 do thiếu tá Quý trực tiếp chỉ huy. Hỏa lực yểm trợ gồm súng cối 60 ly và 81 ly đã được chuẩn bị yếu tố tác xạ sẵn sàng.